xin chào mọi người nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cũng đến với dự án để nhận 130 cái tóc cần sôn thì ở cái dự án này ấy, thì đây là một cái dự án đến từ htr group nhá thì nó sẽ được uh, cái đối tác của cái dự án này là cái hupi mxc và một số sản khác thì đây là một cái kèo khá là tiềm năng rồi, để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi, sau đó bấm chọn Continue. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập cái kết quả này nhé. Rồi, sau đó thì sẽ làm các nhiệm vụ do vào Telegram. Quay trở lại, do tiếp vào channel. Rồi, quay trở về này. Mọi người follow Twitter và retweet này. Chọn theo dõi. Tiếp tục like và retweet bài đăng của nó. Rồi, quay trở về sau đó rơi vào kênh Discord. Rồi chấp nhận lời mời này. Rồi mọi người sẽ hoàn thành captcha nhé. Mọi người kéo lên, tôi đã đọc và đồng ý chọn hoàn thành. Rồi sau đó sẽ đánh vào dấu tích này cho mình. Ok, quay trở về bot. Bấm chọn đôn này. Rồi tiếp tục chọn đôn. Sau đó thì sẽ nhập username của Twitter. Rồi, chọn đơn này. Tiếp tục chọn đơn. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví. Và ở đây sẽ có một cái đường link để chia sẻ nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào dự án hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo